Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin hướng dẫn tiếp cái bài đây là bài số 3. Thì bài bữa trước tôi bài đầu tiên là cài đặt Windows 2.8, bài thứ hai là tôi cài DHCP rồi. Thì bữa nay tôi xin hướng dẫn cài tiếp cái phần cài DNS, DNS. Thì cái DNS này mục đích chính của mình nhá, tức là mình sẽ cài chuyển đổi từ cái dạng chữ sang dạng từ dạng số sang dạng chữ đó. Thì chúng ta trước tiên cài chứ nào khởi động cái máy ảo lên tiếp để chúng ta học tiếp cái bài hôm vừa rồi. Thì ở đây tôi cài phần mềm Ramware, tôi khởi động máy ảo 2.8 lên. Trường hợp tôi cũng làm nhanh để giảm bớt cái dung lượng của file video đưa lên. Nên là các bạn chú ý theo dõi cái trường hợp. Tôi sẽ xài hai cái máy, một cái máy cho máy Win 2.3, còn cái máy server để tôi cài DNS là Win 2.8. Tôi làm Win server, còn máy client. Rồi các bạn đợi chút máy ảo nó đang khởi động. Thì để khởi động, để cài cái này thì trước tiên các bạn chú ý thì tôi sẽ làm tiếp. Tức là bữa trước thì tôi đã cài DHCP rồi, IP cho cái máy này rồi. Thì đây là tôi chỉ việc cài DNS cho nó nhanh nhé. Chứ vừa cài vừa cấu hình cái kiểu kia thì nó lâu quá. Giờ mà cài IP thì nó lâu quá nên là nó hơi lâu. Nên tôi không muốn. Win 2.3 khởi động nhanh hơn, Win 2.8 khởi động hơi chậm chút. Nào, tôi phóng lớn cho dễ nhìn các bạn nhé. Cho full lên đi cho nó dễ nhìn. Rồi, Win này nó khởi động xong, ta vào luôn nha. Ok, vào luôn. Rồi, ta vào luôn 2.8 cũng xong rồi. Password. Rồi sau khi Windows nó khởi động xong chúng ta bắt đầu cài đặt, chúng ta cũng cài đặt trước để cấu hình sau. Chúng ta vào cái control panel, server management. Rồi chúng ta vào đây chúng ta chọn SRU ha. Chúng ta sẽ cài theo cái SRU. Rồi chúng ta net luôn để mặc định luôn ha, mà đồng thời bây giờ chúng ta cài đen DNS server cho nên chúng ta check chọn mục này. Bữa trước tôi cài DHCP rồi, bây giờ là cài tiếp cái này net. Rồi cái này ta net để mặc định thôi ha, chúng ta cấu hình sau. Thực ra tôi có thể cài luôn trên đây cũng được, cấu hình config đây luôn cũng được, nhưng mà tại vì cái Win 2.8 này nó, nếu các bạn làm có hình luôn thì nó chỉ thích hợp trên Win 2.8 thôi, chứ nếu các bạn dừng mai mốt mà nhìn tới Win 2.3 server hoặc là Win 2000 server hoặc 2000 Advanced server thì các bạn cũng khó cấu hình. Cho nên tôi chỉ làm đơn giản là tôi chỉ cài đặt, tôi cấu hình riêng, tôi làm từng bước tách rời cho các bạn dễ nhìn hơn. Cho nên là cái bước config ở giữa là tôi bỏ qua, tôi chỉ cài DNS, đang cài đặt dịch vụ. Máy này thì nó cũng hơi chậm chút, các bạn phải đợi. Các bạn làm cái Win 2.8 này nó tiện lợi hơn này. Chứ nếu mà chúng ta mà cài cái Win 2.3 hoặc Win 2000 Advanced server hoặc 2000 server thì thường thường chúng ta cài nó hay đòi cái số API 386 lắm. Thì lúc đó chúng ta phải bổ CD vào thôi. Nên Win 2008 thì nó không có đòi, nó có sẵn, chúng ta chỉ kích hoạt là nó chạy rồi. Nên hơi khác biệt chút cái chỗ đó. Còn không xong, còn nếu như Win này chúng ta chỉ chọn cái test net chứ đâu có làm gì khác.
Nên nhớ nha, khi chúng ta cài cái này thì bắt buộc các mạng của chúng ta cũng phải thông mạnh nhé. Tức là máy Win08 với các máy client này phải thông với nhau nhé, để chúng ta làm nó dễ. Thì cái Win cái này là dạng phân giải từ cái dạng số, à, từ dạng chúng ta đổi cái chữ thành cái số thôi. Chúng ta ví dụ khi người dùng gõ cái tên của quay web gì đó thì nó sẽ về, nó sẽ chỗ về cái đó là cái của quay web chấm bình dương com chẳng hạn, hoặc là của quay web chấm vietnamnet com hoặc là vietnamnet vn, thì đó là cái tên, thì nó sẽ phân giải từ cái tên sang dạng số, nó chuyển đổi từ cái tên sang dạng số ha. Số mình là cái ip rồi, cài đặt thành công ha. Rồi rồi sau khi cài đặt xong là chúng ta bắt đầu tập cái cách cấu hình, đóng mất cái cửa sổ này lại ha, cho nó dễ nhìn. Rồi đó là cái cài đặt. Bây giờ ta cấu hình đóng vào administrator tool này, chúng ta chọn là DNS, nó đang chạy nhưng chưa xong. Ở đây cài đặt thì tôi cũng chỉ cái dạng cơ bản này chứ thực ra nó còn nhiều lắm các bạn ạ. Giống như hôm trước tôi cài DHCP nó còn nhiều lắm đó. Nhưng mà tôi chỉ cài dạng đơn giản các bạn thôi, tại vì chúng ta học cơ bản này, cái này dạng cơ bản này. Rồi tôi gọi DNS. Rồi thì đây là chúng ta bật được lên nào. Thì nó sẽ lấy cái máy này, nói cái máy này này là cái máy server của mình. Đó. Máy server của mình là cái máy này. Thì đây này, chúng ta sẽ có hai dùng, đó là một forward và một revert. Forward là trước cái tên, còn cái revert này thì nó sẽ dùng là cái địa chỉ IP. Cái lất cấp này ron, ron là giống như cái dạng miền, vùng, giống domain nó cũng là vùng, vùng hoặc miền để quản lý. Cái DNS để quản lý, ví dụ trong trường hợp chủ mạng của tôi có rất nhiều cái mạng gồm có rất nhiều máy máy tính với nhau, mà tôi muốn là mục đích của nó, cái DNS là nó sẽ cho các máy từ ngoài internet truy cập hoặc là trên thế giới truy cập được vào trong cái khu mạng, trong cái mạng của tôi, thì tôi sẽ cài cái này để cho mọi người thể truy cập vào đây để sử dụng cái dịch vụ của tôi trong này. Tôi ở trong này tôi sẽ chia sẻ cho mọi người cái tài tài nguyên của tôi, thì tôi sẽ dùng web để tôi chia sẻ ra hoặc là FTP gì đó tùy các bạn ha. Rồi thì cái mục này là mục đích của tôi là tôi chỉ chuyển đổi từ cái tên sang số. Thì cái mục forward này là trước cái tên, còn phần là dạng số. Rồi thì đầu tiên tôi sẽ bắt đầu tạo ra một cái add new, new zone. Tôi sẽ tạo ra một cái vùng. Rồi thì mặc định tôi sẽ dùng cái là remarry zone. Remarry zone này thì tôi sẽ tạo cái này. Thì nó có chơi chức năng, cái mục này có nó là cho bạn copy hoặc là cập nhật, hoặc chúng ta được xóa sửa trên đây được. Chúng ta chọn revert. Còn cái mục second này thì chúng ta có thể là nhắm mắt chúng ta kế thừa gì đó. À, chúng ta có thể là làm một cái server kế thừa, tức là một cái server nào khác. Nếu server đầu chết thì chạy đến server này. Tức là server này bị người hack đánh rớt thì nó sẽ lấy server này chạy tiếp. Còn cái mục subdomain này thì chúng ta tạo được server nhỏ DNS thì cái này ảo thôi ha. Từ từ chúng ta sẽ học sau, bây giờ tôi sẽ học mới học, chúng ta chọn mục đầu tiên này. Chọn net. Rồi cái do thông thường cái domain thì chúng ta thường thường chúng ta phải là có cái tên domain chấm cái gì ha, ví dụ như là bình dương.com hoặc là vietnamnet.vn hoặc là tuổitrẻ.co.vn hoặc là cái gì đó ha. Thì chúng ta ví dụ đây tôi lấy ví dụ như là Bình Dương ha. Đại học Bình Dương đi. Viết tắt nhanh. Đó, đại học Bình Dương.com. Rồi ra đây tôi chọn net. Rồi cái này thì là cái tập tin quản lý thôi, tạo ra tạo cái file quản lý. Rồi mặc định nha, khỏi update tôi để nguyên luôn ở phía sau đây. Finish. Rồi như vậy tôi đã tạo được một cái domain này các bạn ha. Thì ví dụ như bây giờ mai mốt ví dụ như là có một số bạn khác mà lên đây đăng ký domain là tuấnanh.com hoặc là việt.com hoặc là cái gì đó chấm gì đó ha, hoặc là mỹ tâm.info chẳng hạn, thì các bạn tạo ở đây. Thì nếu mà ta lên đăng ký thì mình như vậy mình tạo bằng cách nhấp phải chọn new zone. Rồi thì bằng ngập tôi tạo cái đơn giản này thôi, tôi nhấp phải. Rồi sau khi tôi tạo được cái này rồi thì các bạn lưu ý nó có hai mục là FOA và cái mục là NS. Thì cái này này mặc định nó sẽ tạo ra được thì chúng ta sẽ không có thể quản lý đâu các bạn. Chúng ta không thể xóa ra hai cái này ha. Rồi thì bây giờ tôi sẽ cái SOA này này thì và cái này thì không thể xóa được. Bây giờ tiếp theo xong đó nhấp phải đây tôi dặn như một cái hot nữa đó, tức là khi người dùng gõ cái chữ của quay web thì chẳng hạn của quay web chấm của quay web đi, khi người dùng gõ chữ của quay web thì nó sẽ tự động của quay web chấm đại học bình dương.com thì nó chỗ về cái IP của cái máy này để lấy dữ liệu lên chẳng hạn. Thì cái máy này hôm trước tôi có đặt cái IP của nó là chấm, đây chúng ta xem lại ha, tôi có đặt IP cho cái máy này rồi, IP máy này tôi nhớ trước là 172. Đây
Đây thì nó là 172.16.1.1 này ha. Đó là IP server. Thì khi người dùng gõ cái tên là www.daihocbinhduong.com thì nó sẽ trổ về cái máy này là 172.16.1.1 ha. Rồi thì nó khi nó sẽ gõ vào đây để nó lấy dữ liệu lên, thì cái server này lấy dữ liệu. Thì nếu mà trường hợp tôi chọn vào đây thì nó sẽ chọn mục là cái mục là BTR này, thì nó sẽ có cái máy để chứa. Nhưng mà cái trường hợp này là đây là cái là phân giải ngược, thì trường hợp này là ta chưa có tạo cái đường phân giải ngược, đường phân giải ngược ở trước chúng ta sẽ tải bên đây. Thì lúc ta chọn đây thì nó mới báo thành công. Còn nếu bây giờ chúng ta chưa tạo bên đây, chúng ta chọn đây thì nó sẽ báo lỗi. Cho trường hợp người ta bỏ đây đi, rồi bấm S, rồi báo sẽ full thành công, không có lỗi gì hết ha. Rồi như vậy chúng ta đã tạo rồi. Đấy. Thì bây giờ chúng ta mới tạo được phân giải ngược, tức là bên đây chúng ta là lần chữ thôi, người dùng gọi là www chấm www này chấm daihocbinhduong.com thì nó chỗ về cái IP này. Hả? Cái style là cái kiểu hot này và cái đường dẫn, cái đường dẫn mình để mạng này, cái data được dữ liệu mình làm đây. Rồi bây giờ ta sẽ tạo phân giải ngược một cái bên đây, ta chọn mục là resort resort, rồi ta net đó, đây ta chọn remarry luôn ha. Rồi IP về sân 4. Rồi cái đường đi mạng của chúng ta là 172.16.1, đây là cái đường mạng của ta, đường mạng này, cái net net ID ha, net ID là cái địa chỉ IP rồi, net network này, network này là IP này ha. Đó, chúng ta chạy được mạng này. Còn đằng sau này tự động sẽ chấm về cái chỗ về cái chấm 1 của chúng ta là cái số này, chúng ta không điền ở chỗ này được. Rồi net. Rồi cái này để mặc định ha, tốt nhất chúng ta để mặc định đi. Rồi finish. Rồi sau khi nó tạo được cái bo cái này này, thì đây chính là cái SRL này. Rồi bây giờ chúng ta với nhấp phải chúng ta new một cái BTR, thay vì lúc nãy chúng ta chọn BTR thì tại vì lúc nãy nó chưa tạo đây thì báo lỗi. Thì sau khi chúng ta tạo đây rồi thì mai mốt chúng ta tạo đây thì nó không báo lỗi nữa. Thôi cái đầu tiên chúng ta tạo luôn BTR đây. Rồi chúng ta sẽ rao mặc định như nè. Mặc định đây là cái IP hot của nó của chúng ta ha. IP hot của chúng ta là .1 đi. Đó. Nó phân giải ngược này, tức là khi người dùng gõ cái địa chỉ là 172 thì chấm mà gõ cái tên đó ha, thì nó phân giải ngược về đây. Gõ cái tên sẽ nút rao. Rồi đây. Đó, khi người dùng gõ cái tên là www này chấm daihocbinhduong.com thì nó phân giải về đây, đây phân giải ngược. Rồi bấm ok. Đó rồi khi nó đã xong ha. Tương tự như vậy chúng ta có thể tạo những cái khác nữa. Đấy ví dụ ta hot này rồi. Thì bây giờ cái tên này này các bạn này, cái tên đầu tiên chúng ta tạo thì nó là cái tên chính. Nhưng mà cái tên thứ hai chúng ta tạo chúng ta không nên dùng cái mục hot mà chúng ta phải chọn là mục là align ha. And new này. Đó chúng ta chọn mục thứ hai này. Cái tên thứ hai là cái bí danh này, bí danh này chúng ta không có chọn mục hot này nữa. Nhớ các bạn nhớ nha. Cái tên chính chúng ta chỉ cần tạo một cái tên thứ hai là các cái bí danh, ví dụ như là ở nhà chúng ta gọi là Tuấn hoặc là Việt. Thì chúng ta gọi cái tên đó, nhưng mà chúng ta đi ra ngoài ví dụ về bên nội gọi là Tèo, về bên ngoại gọi là Cú Tí, thì đó là những biệt danh chúng ta nên tạo mục này. Thì chúng ta tạo mục này tự động lên chỗ về cái này này lái lên, chứ chúng ta không phải tạo mục này nữa. Đấy, bí danh như thế chúng ta tạo mục này, ví dụ người ta gọi là FBT chẳng hạn. Rồi đó, chỗ tới cái nào rao này, rao tới cái địa chỉ này ha. Đó rồi tới cái địa chỉ này đó, thì khi người dùng gõ cái bí danh là FBT chấm fbt.google.bình dương fbt.daihocbinhduong.com thì nó chỗ về cái này lái IP ha. Đó rồi bấm ok. Đó đó rồi tương tự chúng ta có thể tạo cái địa chỉ IP là mail chẳng hạn, mail. Rồi chúng ta lại chỗ tiếp về cái bí danh kia đấy, đây của cái web này ha. Rồi bấm ok. Đó vậy là xong. Rồi sau khi chúng ta là có mail fbt rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng một cái máy client chúng ta kiểm tra xem mình đã cài đề thành công chưa. Thì chúng ta phải dùng một cái máy chạm, tức là máy client các bạn nhé. Chúng ta phải xuống máy 203 là chúng ta kiểm tra. Chứ một số bạn là hơi nhầm lẫn, chúng ta lại đứng ngay trên server chúng ta kiểm tra NS lookup là không được. Chúng ta phải xuống đây chúng ta kiểm tra có thông chưa này. Thì giờ chúng ta quay về cái máy chạm ha, là máy client. Chúng ta vào đây. Rồi chúng ta vào đây Windows R ha. Ấn phím Windows R CMD. Chúng ta vào đây. Chúng ta gõ lại NS lookup. Đấy. Chúng ta gọi sai đã. Đấy, enter. Rồi khi chúng ta gọi xong là thế này nó báo là cái này NS lookup này chúng ta đã trong mạng của chúng ta đã tồn tại có một cái máy chủ ha, có một cái máy server cài cái cấp cái dịch vụ NS này. Tại vì chúng ta đã cùng lúc mạng này nó nhận được cái máy server này cấp này. Nó báo này có này.
Ví dụ bây giờ chúng ta gõ là www.daihocbinhduong.com thì lúc này nó sẽ báo chúng ta biết là đã có đây ha, tồn tại đó, refer timeout ha. Đó. Cái trường hợp này anh báo là second cái server thứ hai này không có rồi. Rồi trường hợp là chúng ta tỏa tiếp với fbt chấm đại học bình dương chấm com đấy. Rồi đó thì nó báo đã kết nối được ha. Đấy. Rồi như vậy thì quá trình cài đặt chúng ta đã thành công rồi các bạn đó. Rồi bây giờ người dùng chỉ cần gõ cái tên đây thôi. Ví dụ người dùng có thể gõ chữ muốn, người dùng muốn mà muốn, đó là chúng ta đã kiểm tra như vậy, chúng có cài đặt DNS của chúng ta là thành công rồi các bạn. Còn bây giờ chúng ta muốn mà dùng dịch vụ web hay gì đó, chúng ta phải để phân rã thì cũng được thôi, hoặc là FBT thì chúng ta phải cấu hình được các bạn. Thì chúng ta qua bên đây chúng ta cấu hình cái web bên này, thì chúng ta phải cài IIS vào để cấu hình. Rồi trường hợp mà tôi không có cài, tôi ví dụ tôi gõ một số người dùng thì có thể gõ ở đây. Nếu mà chúng ta chưa cài cấu hình IIS thì chúng ta gõ đây là sẽ nó không vô được các bạn nhé. Chấm đại học bình dương chấm com chẳng hạn ha. Rồi thì nó sẽ không có vào được đâu, tại vì chúng ta chưa cài IIS bên đây. Muốn mà đại học bình dương chấm com mà gọi ra dịch web thì được á, thì chúng ta phải cài cái dịch vụ nó là IIS. Thì cho cái bài học này thì tôi xin hướng dẫn luôn cái phần là cài IIS luôn ha, và cấu hình IIS luôn. Thôi được rồi, như vậy chúng ta nếu mà cài đến DNS thì chúng ta cài như vậy là thành công rồi các bạn. Đúng như vậy, bài chúng ta từ cái là kết thúc rồi. Còn nếu chúng ta cài IIS thì chúng ta kiểm tra thêm thôi. Ví dụ như tôi có thể cài thêm đây IIS thì chúng tôi có thể control chúng tôi vào cái management này, server management này theo cấu hình hướng dẫn IIS hoặc FBT cũng được. Thì chúng ta cấu hình đây row s row hay SRO ha. Net. Đây tôi đang cài thêm nhé. Chứ thực ra cái bài DNS DNS chúng ta là cài xong rồi đó. Tôi đang hướng dẫn các bạn cài thêm cái phần là cài IIS thôi ha. Quay web. Rồi. Rồi ha, net. Net. Tôi cấu hình sau. Cái trường hợp mà chúng ta xài ASP hoặc cái gì nó cấu hình thêm, trường hợp tôi xài cái IIS bình thường là tôi để dạy thôi ha. Rồi, finish. Install ha cái nào. Đây tại vì tôi chỉ sử dụng cái dịch vụ web là HTML nên tôi không có chết chọn mấy mục trong để mặc định hết. Các bạn nên nhớ nhé, ở đây là tôi đã cài IIS là bài riêng nữa đó. Còn lúc nãy tôi cài DNS, tôi kiểm tra, tôi cài bên đây xong tôi chỉ đứng bên đây kiểm tra, như vậy là xong rồi đó. Còn bây giờ tôi muốn làm rõ hơn cái vấn đề của DNS này thì tôi cài hơn. Để tôi dùng cái này làm rõ ra hơn thôi, chứ thực ra nó là xong cái bài của chúng ta đó. Thì quá trình cài DNS như vậy là thành công rồi. Còn đây là tôi đang cài thêm cái phần IIS để tôi cho nó chạy được cái dịch vụ trên dịch vụ web, tôi triển khai dịch vụ web trên DNS. Thế là tôi dùng cái phần tôi sẽ dùng cái chức năng là phân giải, tôi sẽ dùng cái phân giải từ cái tên thành dạng từ cái dạng tên thành số thôi ha. Tôi dùng này tôi phân giải cái tên, tức là người ta gọi cái domain là đại học bình dương.com thì tức nó quay về cái IP lái lên. Ta đợi chút, nó đang cài đặt. Như vậy là bài này tôi tích hợp hai lần, hai phần luôn đó. Tôi sẽ cài IIS chung với cái DNS luôn đó. Bài này là gồm hai phần, đó là cài IIS và cài DNS. Rồi, thành công ha, close. Rồi, như vậy chúng ta đã cài đặt xong cái IIS rồi các bạn. Bây giờ chúng ta cấu hình IIS ha. Chúng ta vào đây, nó có IDS này các bạn ha, Internet Information. Rồi chúng ta vào đây, chúng ta cấu hình thôi, thì chúng ta cũng nhấp vào đây. Thì mặc định của nó là website này này, chúng ta tôi delete luôn, tôi remove, tôi không xài cái này. Tôi sẽ tạo cái mới ra. Thì trước tiên tôi sẽ tạo một cái thư mục chứa web của tôi. Tôi sẽ tạo ra một cái thư mục chứa trang web của tôi để trong ổ đĩa C luôn đi. Rồi, New, tôi chọn là website, đặt cái tên thư mục web. Website. Rồi trong thư mục website này tôi sẽ làm một trang web bất kỳ. Đấy. Tôi sẽ tạo một trang web bất kỳ ở đây. Rồi tôi sẽ coi cái là thực hành ha. Thực hành IIS. Rồi tôi file CLI.
tôi sẽ sell i vào đây, nhưng mà tôi sẽ lưu với cái index.html. Rồi. Ồ, tôi tiêu nhầm ở đâu rồi ạ? À, để tôi lấy cái tên tên cái phần mở rộng nữa, tôi đại án là tôi lấy phần mở rộng chút nữa để nhìn hơn các bạn nhé. Apply, ok. Rồi, rename này. Hình như tôi chọn nhầm hay sao? À đây, mục này mới đúng này. Rồi, đây. Đó, thì mặc định cái phần mở rộng nó là .tt. Bây giờ .rtf thì bây giờ tôi sẽ đặt tên lại ha. Index. index.html đi ha. Rồi z. Yes. Rồi tôi edit. Tôi mở cái dạng này đi ha. Yeah, thực hành. ES server ha. File cell A. Tôi sẽ lưu vào đâu? Folder đi ha. Tôi chọn vào đĩa C. Tôi sẽ lưu vào C và thư mục website lưu lại ha. Yes. Rồi tắt đi. Rồi, chúng ta thử coi nè. Cho nó chắc ăn hơn, chúng ta bật lên. Nó chạy được chưa? Đó, nó chạy được rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu ta cấu hình này. Thì để cấu hình nhé thì chúng ta bật cái này lên, chúng ta nhấp file đây, ta chọn là add new website ha. Add website, rồi name là cái tên, cái tên ta đặt cái tên thư mục thôi ha, web gì đó chẳng hạn, ta đặt cái tên mục web này. Rồi tag là cái đường dẫn tới cái nơi chứa trang web của chúng ta, chúng ta chọn là website này ha, ổ c này, website là cái nơi chứa file đó. Rồi thì khi người dùng chọn vào đây thì nó lấy bọc chúng ta bọc 80 đó, cái tên của chúng ta ở đây ha, chúng ta khôi để nguyên cũng được, ok. Rồi sau khi người dùng chọn xong, chúng ta chọn mục rita lại đi ha, cho nó chạy. Rồi chúng ta nhấp nút round ha, chúng ta kiểm tra nó chạy được chưa. Rồi như vậy round thành công rồi ha, chúng ta đã thành công rồi. Thì bây giờ ví dụ như người dùng bắt đầu vào internet ha, người dùng, tôi ví dụ người dùng gõ vào đây ha, là www.daihocbinhduong.com. rồi thì khi người dùng gõ daihocbinhduong.com thì nó, nếu mà chúng ta làm thành công rồi thì nó sẽ kết nối tới trang web ha. Đây giờ quân server nó báo lên, nó báo lỗi như vậy là nó chưa kết nối được. Rồi thì khi người dùng gõ chữ www.daihocbinhduong.com mà nó đang bị lỗi chỗ này thì chúng ta thì gõ kiểm tra coi ha, localhost tôi đã gọi là 172.16.1.1 ha. Rồi nó được này ha. Rồi nhưng mà cái tên này nó chưa phân giải được đúng không, thì chúng ta gọi lại coi www.daihocbinhduong.com. Nè, nó làm bị lỗi như vậy, chúng ta phải kiểm tra fpt chấm đại học bình dương .com. Cái này là cái IIS các bạn ạ nhé, cái bài này nó không liên quan tới DNS của mình lúc nãy, chẳng qua chúng ta dùng cái DNS chúng ta phân giải thôi, nó đang bị lỗi rồi. Ok, chúng ta kiểm tra lại cái DNS. Nha, đây www đại học bình dương .com được rồi mà. Rồi được. Đại học Kỳ Dương chấm com đúng rồi. Rồi chúng ta xuống là chúng ta kiểm tra thử coi nè. À, được rồi các bạn này ha. Đó, rồi server đó, các bạn được rồi đó. Rồi như vậy chúng ta đã cài đặt thành công rồi ha. Lúc nãy nó bị lỗi gì đó.
Rồi như vậy là chúng ta xuống client, chúng ta kiểm tra, chúng ta gõ cái chữ của web đại học bình dương.com, là truy cập lên server được. Bây giờ chúng ta gọi chữ FPT qua fpt.daihocbinhduong.com này. Đang chạy, chúng ta đợi chút. Rồi, bị đau lỗi. FPT này chúng ta, lúc nãy chúng ta chỉ cài cái của quay web thôi, chúng ta cài cái hot monitor hot. Rồi, nói chung chúng ta gõ như thế này được rồi. Rồi các bạn muốn mà tìm hiểu thêm thì bài về IS tôi sẽ thực hành riêng nha nữa. Đại học Bình Dương. Rồi ha. Rồi, như vậy thì đến đây là kết thúc. Như vậy là bài này là nó gồm có chủ yếu của mình là cài DNS. Tôi cứ dịch hướng dẫn thêm cái phần là cài IIS server thôi. IIS này ha, Internet Information đó. Rồi như vậy là quá trình cài đặt tới đây là kết thúc ha. Kết thúc bài cài đặt IIS.